Rồi chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì mình nhận được câu hỏi khá là hay của các bạn gửi cho mình. Các bạn nói như thế này nè. Bây giờ mua một cái ổ cứng về à để cài Windows cũng như là xài luôn. Nhưng mà khi mà cài Win xong ấy thì nó chỉ có một phân vùng à. Bây giờ muốn tạo một cái file backup hay còn gọi là cái file god ấy, cất đi để sau này lỡ máy có hư thì bung ra. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ chả có gì để lưu lên cả tại có mỗi phân vùng mà. giờ làm sao thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm nhé ok thì ở đây mình đang có một cái máy ảo đấy các bạn cái máy ảo này của mình thì hiện tại bây giờ là mình chỉ để có một ổ cứng duy nhất thôi ha một ổ hay mình nói đúng chính xác hơn là chỉ có một phân vùng thôi mình để một phân vùng duy nhất ha thì các bạn sẽ hỏi là bây giờ nếu mà chúng ta tạo một cái bản ghost hay là một cái bản backup bản sao lưu đó thì chúng ta sẽ để ở đâu bây giờ chẳng lẽ chúng ta cắm một cái usb hoặc là một cái ổ cứng di động vào thì khi mà các bạn tạo cái bản sao lưu hoặc là ghost nếu như các bạn mà lưu trực tiếp lên cái ổ cứng di động hoặc là một cái usb thì cái cách làm này nó không hề an toàn một tí nào hết Bởi vì Cái chuyện mà sao chép qua cái cổng USB ấy, Là chúng ta chỉ có dùng khi mà chúng ta đang ở trong Windows Còn nếu như các bạn mà không phải trong Windows ấy, Các bạn làm ấy, Nó không an toàn Nó rất là dễ xảy ra cái tình trạng là bị Người ta gọi là Crash Crash là nó bị đứt gắn giữa chừng ấy. Nó không an toàn Đó Mà nếu như mà Trong trường hợp làm như vậy mà Ví dụ như bạn không có cổ cứng di động thì sao đuối vô cùng đúng không còn nếu mà USB thì cần phải có một cái USB thật là lớn thì các bạn mới làm được thì để chữa cháy trong cái việc này các bạn sẽ làm như sau này mình nói ví dụ nha à, trong trường hợp này ổ C của mình là tổng cộng là 60 g thì mình à, cài win đây mình coi, coi, xem là mình cài win là nó hết tới coi như là 20 g ha 20 g vậy là mình còn trống tới 40 g thì à, thường thường ấy các bạn cứ tính như này cho dễ này À, ví dụ như là các bạn cài win hết 20 g Thì các bạn cũng cần phải có một cái phân vùng là tầm khoảng 20 cho đến 25 g Để bạn chứa cái file backup hay gọi là cái file ghost, file lưu đấy à, Thực chất ra thì nó không có tới bằng nhu nữa đâu Nó sẽ có thể là chỉ bằng một nửa hoặc là uh, gần một nửa Hoặc là hơn một nửa chút xíu thôi chứ nó không có nhiều lắm đâu Nhưng mà chúng ta cứ chuẩn bị một cái phân vùng bằng nhiêu đó để chúng ta tạo cái pha sao lưu thì nó à, thoải mái hơn thì à, để chữa cháy công việc này ấy, một cách rất đơn giản thôi các bạn sẽ cắt cái ổ này ra ha cái ổ này còn dư nhiều mà nó dư tới 40 g lận chúng ta chỉ cắt tầm khoảng 25 g à, 25 g là ok chúng ta tạo bản gọn ta cất lên là xong đúng không các bạn tuyệt vời chưa thì đây các bạn sẽ chuột phải ở nút start các bạn chọn như mình là disk management đây nha Ê, các bạn thấy cái ổ C này Cho nó nhỏ lại xíu đi Rồi, các bạn thấy cái ổ đĩa C này đúng không? À, các bạn chuột phải đây Các bạn chọn là String Volume Rồi, ở đây ví dụ như mình à, lấy 25 g đi Mình đánh là 25.000 cho dễ nha Thực chất là 25.000 nó không có đủ 25 g đâu Nhưng mà mình làm cho dễ thôi 25.000, rồi bấm String Đó, chúng ta có phần vùng này, bạn thấy không? Được có 24.42GB à. Rồi, chơi luôn Ta tạo ra thành phân vùng nha chuột phải nè new symbol volume rồi next 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 ở đây mình sẽ đặt tên là ví dụ là recovery chẳng hạn đi ha recovery rồi next finish ok vậy là chúng ta đã xong cái bước à, tạo thêm được một phân vùng nữa ha cái này giống như chúng ta phân vùng ổ cứng thôi chả có gì được cả đó vậy là bây giờ các bạn đã có một phân vùng để ở đây để các bạn tạo cái pha sao lưu rồi bây giờ các bạn chỉ cần là dùng phần mềm Ghost hoặc là Acronis True Image hoặc là Army Backup đều được hết thì ở đây ấy, mình sẽ sử dụng một cái bản ADV boot 2019 mình sẽ dùng cái file ISO đi vì mình đang dùng đĩa ảo mà còn các bạn xài máy thật ấy, các bạn phải à, dùng USB Boot nhé dùng USB Boot để các bạn làm đây mình sẽ mang cái file ISO vào này Ờ uh, đây mình sẽ đây, setting này để mình lấy cái file iso vào nha file iso mình lấy cái file ăn uh, boot này iso đây ăn boot 2019 này rồi open nó ra ok rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy lại nha đây mình sẽ khởi động máy lại này wow nó bắt update rồi trời luôn restart nha các bạn chờ xíu cho nó update cái này nhé. Rồi nó khởi động lại thì mình gọi cái boot menu lên này. Boot menu lên mình sẽ cho nó boot vào đĩa CD này ha. CD enter. Rồi đây thì mình sẽ cho nó vào Windows 10 64 bit OFI. Rồi các bạn chờ xíu cho nó load vào cái bộ Andy Boot 2019 nha. Rồi sau khi mà đã load vào được trong cái bộ cứu hộ Andy Boot 2019 rồi này. chúng ta toàn quyền ta sử dụng thôi. Thì các bạn có thể sử dụng những phần mềm như sau. Một là Acronis True Image 2019. Hai là các bạn có thể sử dụng tông Ghost này. Đấy, tông Ghost giống như ý các bạn hay sử dụng đó. Nhưng mà theo như mình thì khi mà các bạn sử dụng Win theo cái dạng là UEFI cái chuẩn UEFI ấy thì bạn không nên sử dụng Ghost nha. Bạn nên sử dụng ví dụ như là Acronis True Image hoặc là AOMEI Backupper. AOMEI Backupper nha. Thì ở trong đây cái thằng Android 2019 này nó có mỗi thằng Acrobat à cho nên mình sẽ sử dụng Acrobat 2019 để mình tạo Nha các bạn nha nên mình mở đây lên Ghost nó chỉ phù hợp với lại Windows XP thôi các bạn nha phù hợp Windows XP thôi rồi phóng lớn nó lên đi ở đây chúng ta sẽ chọn là backup các bạn nha backup backup này chúng ta sẽ chọn là Disk and Partition backup bấm vào đây rồi ở đây bạn thấy nè à, chúng ta nó sẽ lựa chọn mặc định chúng ta ở đây là à, những cái phân vùng mà thuộc hệ thống ha thuộc à, hệ thống thì nó có phân vùng ổ c là phân vùng chứa win rồi phân vùng recovery và phân vùng efi system thì à, đối với hệ thống mà ufi ấy lúc nào nó cũng có một cái phân vùng là recovery à, nó nặng là cái dung lượng nó là khoảng 500 trăm m và cái phân vùng EFI system là tầm khoảng cỡ 100M, thì chúng ta sẽ backup ba phân vùng này, còn cái phân vùng recovery này là lúc nãy mình vừa mới cắt ra này, ha, đấy, thì những cái phân vùng mà chúng ta đặt tên thì nó sẽ nằm trong dấu ngoặc cái này, còn những phân vùng mà do Win nó đặt tên thì nó sẽ không dấu ngoặc, bạn thấy không? À, thằng này là recovery luôn này, nhưng mà nó không dấu ngoặc, còn cái phân vùng nãy mình cắt ra này 25G này, nó sẽ để trong dấu ngoặc recovery rồi chúng ta sẽ lựa chọn ổ đĩa C và hai phân vùng này để chúng ta backup bấm next chúng ta sẽ tạo file uh, backup mới luôn Chỗ này chúng ta bấm chỗ để lưu chẳng hạn ví dụ như mình sẽ lưu vào cái chỗ cái ổ nữa chúng ta tạo đó. đó ổ recovery này đúng không rồi chúng ta sẽ đặt tên cho nó ha đặt tên ví dụ mình đặt tên đây là Win 10 à, ít 64 ví dụ vậy đi đó đặt tên đơn giản vậy thôi sau đó mình nhấn ok rồi sau khi xong mình bấm next rồi vậy là xong rồi đấy à, Những ước cơ bản là đơn giản như vậy thôi Có nghĩa là cái này là bạn sẽ tạo ra một cái file backup à, Bình thường Còn nếu mà bạn cần thêm những tính năng khác thì bạn sẽ xuống ở đây à, Ví dụ như là backup method này. Method này là ví dụ như là bạn sẽ Backup đầy đủ hoặc là backup theo cái uh, gợi ý của phần mềm Hoặc là những cái khác ở đây này Rồi Cái này là bao gồm những cái file gì rồi backup option này là ví dụ như bạn có thể đặt password vào cho cái file backup của bạn ha. Rồi backup theo cái dạng là nén nhiều hay nén ít. Đó, cái này tùy các bạn thôi. Rồi thêm comment vào. Nhưng mà theo như mình thì cứ theo cái mặc định này của nó là ok rồi, không cần phải lắm chuyện. Làm gì các bạn nhé Cứ như này là được rồi. Rồi bấm process để chúng ta tiến hành cho nó tạo file backup các bạn nhé Rồi chúng ta chờ chờ cho nó tạo. Đến khi nó tạo xong thì chúng ta tiếp tục À, các bạn có thể là tích vào cái nút uh, Restart uh, the computer when the operation is complete Có nghĩa là bạn tích vào đây ấy, thì sau khi nó chạy xong này nó sẽ tự động khởi động máy lại luôn Còn không thì các bạn cứ chờ đi, khỏi cần phải tích được Ta chờ xíu bạn nhé Rồi sau khi mà nó chạy xong thì nó báo như thế này Chúng ta nhấn OK các bạn nhé Rồi vậy là xong rồi đó các bạn tắt này đi được rồi Rồi các bạn à, sẽ khởi động máy lại để cho vào Windows nha Đây Restart này Rồi nó đã vào Windows Bây giờ chúng ta kiểm tra này các bạn Đây cái ổ recovery nãy mình tạo 25GB rồi thấy không Đã tạo ra cái file backup này Ở Đấy nó nhẹ hêu à có có như 7 ghi <laughs> có 7 ghi đúng không cài là 20 ghi tạo phá backup có 7 ghi nếu tính ra vậy là nhẹ hơn nửa đường rồi <laughs> thấy không thoải mái luôn đó vậy là bây giờ bạn đã có chỗ bạn lưu phá backup rồi đó lần sau mà máy hư thì bạn lại tiếp tục dùng cái bộ cơ hội ăn boot này và vào chính cái phần mềm bạn tạo ra bạn bung ra thôi là xong Chứ không có gì hết đó thì đây là cái cách mà giúp cho bạn có thể là À, chữa cháy khi mà trên máy của bạn nó chỉ có một phân vùng mà thôi để bạn uh, tạo file backup nha rồi ok cảm ơn các bạn chào các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong cái cách làm sao giúp cho các bạn có thể là chữa cháy cho cái việc là máy của bạn nó chỉ có một phân vùng mà thôi thì uh, cái cách này nó sẽ giúp cho bạn là tạo ra thêm được một cái phân vùng nhỏ nữa để bạn lưu cái file backup lên đây uh, khi mà bạn tạo cái file backup đó uh, thì uh, cái cách làm này nó cũng khá là hiệu quả và đơn giản mình hy vọng rằng nó sẽ hữu ích được cho các bạn nha rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo bye bye xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công